Cái miếng kia. Ngon không? Ngon lắm. Ngon lắm rồi. Ngon cái riêng cả hương. Bị diễn tả như nào luôn hả? Cáo luôn. Ủa hết cáo luôn hả? Để tới được em say cắn đi. Ngon không? Ngon nha mọi người. Ừ đấy, mùi vị như nào? Mùi vị nó hơi giòn giòn ấy. Đấy, mọi người thấy không? Em say nói là hơi giòn giòn nha. Vậy là tới lượt Á Khải, Á Khải cắn đi. Ui. Ngon. Ngon. Ừ, anh ai cũng nói ngon luôn. Bữa tân, đặt hai bữa tân rồi thôi luôn. Giờ nhiều nhiều cắn đi. Cảm thấy như nào? Đây là ngon luôn. Rất là ngon luôn mọi người. Giờ tới lượt nổi. Cắn đi nổi ơi. Ngon không? Ngon. Cho Bùi Tuấn mấy điểm? 100%. 100% luôn. Cho mọi người. Anh nói cho Bùi Tuấn 100% luôn. Đấy. Mọi người, Bùi Tuấn xin chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ ha. Thì sáng hôm nay này Bùi Tuấn với mấy đứa em ở phía sau kìa, mọi người thấy không? Thì mấy đứa em với Bùi Tuấn này băng qua phí cánh đồng này từ hôm qua luôn, nên là Bùi Tuấn không có quay cho mọi người xem. Nên là từ băng qua phía bên đây từ hôm qua, ở đây là soi con ếch, con chim gì đấy, nên Bùi Tuấn không có quay video cho mọi người xem nhá. Thì giờ là Bùi Tuấn nói chung là hôm nay Bùi Tuấn rất là vui luôn mọi người. Tại vì là kênh Bùi Tuấn đạt được 1.000 người sub rồi nha mọi người. Thì nên là Bùi Tuấn vui quá. Thì Bùi Tuấn rủ mấy đứa em ở phía sau kìa. Thì Bùi Tuấn có ăn mừng 1.000 người sub kênh Bùi Tuấn nhá. Thì Bùi Tuấn có mua thêm xúc xích đấy, với bột chiên xù Bùi Tuấn ăn với tất cả mọi người nhá. Thì giờ thì Bùi Tuấn với mọi người sẽ cùng nhau mình xuống ở dưới này, mình làm cái xúc xích Grand Kipsi ăn cùng với tất cả mọi người nhá. Hello mọi người, thì hôm nay Bùi Tuấn sẽ giới thiệu những gì Bùi Tuấn đang có ở đây nha mọi người. Giờ là Bùi Tuấn xin giới thiệu nha. Đây là bột mì đa dục cao cấp, bột thơm mịn, bán tươi ngon nha mọi người. Đây là bột mì nhá. Thì bên này nữa là bột chiên xù super quattly tolut click 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 gì đấy. Đây nữa là không dùng chất bảo quản đấy, mọi người đừng có dùng chất bảo quản nhá. Còn đây là Bùi Tuấn có chuẩn bị thêm 8 cái trứng gà nha mọi người. Mọi người xem nè. Bùi Tuấn có mua 5 bịch xúc xích nha mọi người. Đây thì giờ là bên đây là tương ớt. Bữa tuần quên đọc tiếp nữa. Tương ớt hot click 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 gì đấy. Đấy mọi người nhá. Này tương ớt. Giờ là buổi tuần với tất cả mọi người mình cùng nhau làm xúc xích Grand Kipsi nha mọi người. Rồi, mình nhúng bột mì với trứng này. Thì là mình bên ô mà nên là mình nhúng bằng tay luôn. Thì có gì thì mọi người thông cảm nhá. Nhưng mà tay đã rửa sạch rồi. Thì với lại thì mình nhúng bằng tay nó nhanh hơn nha mọi người. Đấy. Đây thì Bùi Tuấn lấy chảo này, Bùi Tuấn bỏ trên bếp lửa nha. Thì là Bùi Tuấn sẽ đổ dầu qua đây. Đổ đi. Đấy, để hết dầu luôn. Bùi Tuấn sẽ gấp cái xúc xích này thì Bùi Tuấn bỏ trong son nhá. Bỏ đi. Để mà chiên. Đấy. Nha mọi người. Mọi người xem nè,
Đấy, nãy giờ thì bữa Tuân cũng đã chiên xong xúc xích rán kịp xì rồi nha mọi người. Bây giờ thì bữa Tuân cùng với tất cả mọi người, cùng với mấy đứa em. Đấy, mọi người thấy mấy đứa em đang chờ, mọi người thấy tội không? Thì mình sẽ cùng nhau thưởng thức cái xúc xích rán kịp xì để xem cái tay nghề của bữa Tuân nó có ngon hay không nha mọi người. Hôm nay thì bữa Tuân sẽ chấm với tương ớt nha mọi người. Đấy, rồi mình sẽ thưởng thức cái xúc xích thôi. Đây mọi người xem nè, xúc xích nó dính hết cả cái phần bột chiên xù phía ngoài luôn, nhìn rất là đã luôn ha. Giờ người chấm với tương ớt đi. Đấy, cả nhà xem nè, nhìn rất là đã luôn ha, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thì giờ thì bữa Tuân mời tất cả mọi người cùng ăn với bữa Tuân nhá. Thì nói chung là hôm nay thì một ngày rất là vui luôn, tại vì kênh của Tuân đạt được 1.000 sub nữa, nên là bữa Tuân sẽ cố gắng ra video nhiều hơn cho tất cả mọi người xem nhá. Thì bữa Tuân mời tất cả mọi người nhá, bữa Tuân chấm với tương ớt này, ui nhìn rất là đã luôn ha. Ăn đi mấy em. Có miếng chưa? Ngon không? Ngon lắm. Ngon lắm rồi. Ngon cái riêng tả hương. Bị diễn tả như nào luôn hả? Hết cấu luôn hả? Giờ tới được em xay cắn đi. Ngon không? Ngon nha mọi người. Ừ đấy, mùi vị như nào? Mùi vị nó hơi giòn giòn ấy. Đấy, mọi người thấy không? Em xay nói là hơi giòn giòn nha. Giờ là tới lượt A Khải, A Khải cắn đi. Ngon không? Ngon. Ai cũng nói ngon luôn. Bữa Tuân đặt hai bữa Tuân là thôi luôn. Điều nhiều. Nhiều cắn đi. Cảm thấy như nào? Đây là ngon luôn. Rất là ngon luôn mọi người. Giờ tới lượt nổi. Cắn đi nổi ơi. Ngon không? Ngon. Cho Bùi Tuân mấy điểm? 100%. 100% luôn. Chào mọi người. Anh nói cho Bùi Tuân 100% luôn. Đấy. Đây mọi người xem này. Nhìn là rất là đã luôn á. Thì giờ thì Bùi Tuân mời tất cả mọi người nhá. Mọi người chiên giòn kiểu giống như bữa Tuân nè, mọi người ăn cái phần bên ngoài xúc xích này ăn rất là giòn ha, còn cái phần thịt bên trong này ăn nó ngọt ngọt, nó ngon nha mọi người. Mời tất cả mọi người. Mọi người, thì nãy thì bữa Tuân cùng với mấy đứa em nè cũng đã ăn xong rồi nha mọi người. Người xem này, dư còn xíu nha, thì bữa Tuân với mấy đứa em sẽ ráng ăn. Thì chắc có lẽ là bữa Tuân sẽ tạm dừng video tại đây nhá. Thì bữa Tuân cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Tuân suốt thời gian qua, nên là bữa Tuân cũng không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn cho tất cả mọi người hết. Nên là bữa Tuân chỉ làm xúc xích rán kiếp si này thôi. Thì mong từ nay về sau này mọi người hãy ở bên bữa Tuân này, để bữa Tuân có động lực phát ra video nhiều hơn cho tất cả mọi người xem nhá. Thì bữa Tuân cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn. Và bữa Tuân cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye.